Mỗi dịp Tết đến xuân về, câu nói mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy lại trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Qua đó, mọi người nhắc nhở nhau về những trình tự lễ nghi cần thực hiện đúng và đủ trong 3 ngày Tết, đồng thời gợi nhớ truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Và tại chùa Bằng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đông đảo Phật tử đã về chùa dâng hương bạch Phật và lễ thầy, thể hiện nét đẹp tri ân, báo ân. Giữa không gian trang nghiêm cùng sắc xuân của muôn hoa, hòa quyện với khói hương trầm nhẹ nhàng và tinh tế, thanh dịu. Từ sớm, người người, nhà nhà đã chọn lên chùa tĩnh tâm, thắp nén hương dâng Phật, tỏ tấm lòng thành kính. Và Phật tử Pháp Minh cùng Chư Tôn Đức, những người bạn đồng tu, đã vượt hàng trăm cây số từ Hải Phòng về chùa Bằng Hà Nội để lễ Phật, lễ Tổ, đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì, nhằm tri ân công lao giáo dưỡng của người thầy khả kính. Đây là một cái niềm vui rất lớn. Chúng tôi háo hức đi từ rất sớm từ Hải Phòng, 6 giờ là xe đã xuất phát. Rất là xúc động, và đặc biệt là trong đạo tràng Pháp Hoa thì được về lễ Phật và vấn an thầy Khánh Tuế thầy như này. Thực sự đây là một cái động lực rất là to lớn để cho chúng tôi tu tập trên con đường giải thoát và giác ngộ. Các Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa chùa Minh Hải cũng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý thầy được pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và vạn sự Phật đạo được viên thành. Tại lễ đài chùa Bằng, trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca uy nghi, hàng Phật tử đã được lắng nghe những lời thuyết pháp, chỉ dạy tu tập của Hòa Thượng, đồng thời được đón nhận những lời chúc mừng năm mới. Đối với đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc nói riêng và với Phật tử nói chung của các đạo tràng ở chùa Bạn về chùa Bằng ấy, thì tôi luôn hướng của họ là lễ Phật, nhưng mà phải được nghe lời giảng của Đức Phật và phải hiểu được ý nghĩa mình đang đi làm lễ, mình hiểu được lời Phật dạy để đưa vào cuộc sống, áp dụng trong năm mới. Vì đó mà tôi đã thăng tòa từ 6 giờ sáng ngày mùng 1. Từ đó mà họ được cái pháp hỷ trong ngày Tết, niềm tin với Tam Bảo và niềm hỷ lạc với năm mới được nhân lên. Dịp này, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm lựa chọn tặng những tấm thẻ in hồng danh chư Phật và những lời Đức Phật dạy trong kinh như món quà lì xì đầy ý nghĩa trao tặng đến các Phật tử, nhân dân. Và chỉ trong 5 ngày Tết, chùa đã trao tặng hơn 10.000 tấm thẻ. Thay vì một số nơi tặng cái vật theo thế gian, thì đối với chùa Bằng ấy, là tôi in những lời Phật dạy ở trong kinh, trong luật, trong luận, trong Tam Tạng Thánh Giáo đó thành một cái cát. Để mà tôi mỗi người đến ấy, thì tôi tặng cho họ một cái tờ đó, nó bé như cái cát visit thôi. Nhưng mà họ bỏ vào túi, họ cũng thấy là thiêng liêng. Và đặc biệt là tôi khuyên họ đọc câu đó xem là Đức Phật dạy gì đối mình trong năm. Có thể thấy, lễ chùa đầu năm không chỉ để cầu may hay gột bỏ những ưu phiền, mà nay đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo nên bức tranh đa sắc mùa xuân trong nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Để thêm yêu, trân trọng những giá trị cội nguồn, hướng con người tới giá trị trần, thiện, mỹ.